Minh Sư, Quỳnh Châu đã có mặt tại Khẩu Vị Ngôi Sao. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá tủ lạnh để biết được xem sở thích ăn uống của Quỳnh Châu như thế nào nhé. Nào, đi em thôi. Tèn, 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 tèn. Đi khám phá tủ lạnh ngày hôm nay. Yeah. Châu ơi, đây là cái tủ lạnh. Hết hồn, tưởng nói cái tivi là hơi mệt. Rồi, tủ lạnh ngày hôm nay sẽ chứa rất là nhiều loại thực phẩm khác nhau, mà chắc chắn sẽ là những loại thực phẩm em thích. À, em đã không ăn gì cả ngày hôm nay, chỉ để đến với Khẩu Vị Ngôi Sao để ăn. Dạ. Và đây chính là phần em thích nhất, chính xác rồi. Hoàng, trước khi mở, cho hỏi em thích nhất món gì? Em thích nhất trà sữa. Trà sữa hả? Đây là nguyên cái tủ lạnh trà sữa cho em. 1, 2, 3. Yeah. Ủa sao cái mặt em ngơ ngác vậy, xích vô. Đây có rất là nhiều cái loại thực phẩm mà em thích luôn. À, em nói thích trà sữa đúng không? Đây có sữa. Yeah. Và anh sẽ tặng cho em rất là nhiều những cái loại lá khác nhau. Đây là có thể gọi là lá trà chẳng hạn đi. Ừ, cứ tưởng tượng đi em, sao anh tự pha là trà sữa rồi. Xong. Em hơi hoang mang một chút là tại sao lại nhiều rau củ quá như vậy. Tuy là em là cô gái Đà Lạt, một xứ sở của rau, nhưng đó là những món em ghét nhất. Ủa sao kỳ vậy? Em không ăn. Vậy tại sao làn da của em vẫn đẹp đến như vậy? Đó là vì em là tiên nữ giáng trần. Bỏ luôn đi cháu. Rồi vô đây. Thích ăn là đồ sống này em. Ồ gì đấy? Cơm hến. Món quê em. Quê mẹ em. Quê em hay mùa mưa. Đó là miền Tây. Nói chung là về Huế thì có món cơm hến rất là đặc sản rồi. Nhưng cái món cơm hến này là ngày hôm nay anh tặng cho em, kèm thêm một món quà đặc biệt nữa. Kèm gì nữa? Đó chính... một ly trà sữa. Chính xác, đó chính là hành lá. Anh có biết là em ghét nhất là hành không? Ủa thì vì lý do em ghét cho nên mới tặng cho em. Anh đứng im ở đây, anh lấy cái muỗng cho em ăn. Em là tim không hành. Bây giờ em không hành. Ta 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 ra. Bây giờ nè, ăn trong nước mắt nè. Được thôi, đây chính là một cái thử thách đầu tiên của chương trình. Nếu như em vượt qua được, chắc chắn em sẽ được ăn một cái món ăn rất là ngon sau đó. Biên tập chương trình mời em đến, bảo rằng là đến chỉ có ăn thôi. Đúng, bây giờ ăn em nè. Lại quên hỏi là ăn cái gì. Lỗi em. Rồi, nào. Thật sự khó vậy em ăn quá em. Thử xem. Nghe cái mùi thấy nó thơm bây giờ luôn á. Lý do gì em sẽ ăn cái muỗng này? Khi bạn làm cái gì bạn phải có phần thưởng sau đó. Chính xác, là... anh nói rồi. Đó chính là những món ăn rất ngon ở phía sau. Và không hành. Cho em lựa chọn luôn. Ba sẽ không lựa chọn là được rồi, lựa chọn là được rồi. Cái gì mà bớt bớt ra vậy? Không ăn vậy được rồi nhé. Hai. Ba. Ba. Nào, mình ăn trong cái nụ cười thật là duyên dáng. Đúng rồi, mình là người mẫu mà, đúng chưa? Đó, đẹp lên. Ăn theo kiểu quảng cáo món cơm hến miền quê của mình. Đào thử lại coi nè. Nè, múc. Múc một muỗng. Đúng rồi. Nhẹ lên. Hơi lố tay hành rồi. Rồi, đó, đúng rồi. Nào, tưởng tượng xem trong một muỗng cơm hến có rất nhiều hành, các bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Ôi, dậy mùi hành. Ê, cái gì vậy? Cháu. Cái gì vậy? Phải đổi mùi liền. Thay đổi liền hả? À, em chụp cái gì vậy? Một ly trà sữa. À, đây cho em cảm khúc nữa. Một. Trong tủ lạnh ngày hôm nay của chị Nguyễn Quỳnh Châu thì có rất là nhiều món nữa. Được. Ồ, đây nữa nè, bánh tráng muối. Cái món này là món rất là bình dân. Em cực kỳ thích luôn. Được rồi, đóng tủ lạnh lại nha. Ok. Ngon quá, ngon chưa? Quá. Ngày hôm nay thì chúng ta đã khám phá cái tủ lạnh của Châu ở đây, nhưng mà bên cạnh đó còn tặng cho Châu thêm một món quà hấp dẫn nữa.